Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Hộp trị liệu vạn năng. Anh ơi, mẹ đã nói là sẽ mua cặp sách mới cho em rồi, anh còn khâu nó làm gì? Thật ra chỉ cần khâu lại qua đeo thì cặp sách này vẫn có thể dùng được. Đúng đó, để đồ càng cũ thì chúng ta càng phải trân quý. Anh nhìn đi, không dùng được nữa rồi. Xem anh đây. Chơi vui quá ha. Tiểu Súng Ca, anh làm thế nào vậy? Đây là nước thuốc hoàng nguyên, món đồ nào cũng có thể chữa được. Hiếu Hiếu, chúng ta phải đi trải giường cho ông bà nội rồi. Hả? Đúng đó, suýt nữa quên mất luôn. Để đi thôi. Âm thanh gì vậy? Nghe thật khó chịu. Đây là âm thanh của những tấm gỗ bị lão hóa. Ồn như vậy sao mà ngủ được chứ? Đúng rồi Tiểu Sủng Ca, không phải anh có hộp trị liệu sao? Cũng chữa trị cho chiếc giường này đi. Chuyện này không hay lắm. Em cũng thấy không thích hợp lắm. Dù sao đây cũng là giường của ông bà nội mà. Nhưng mà ồn như vậy sao ông bà ngoại ngủ được? Không phải mẹ thường nói với em, sức khỏe của ông bà ngoại mới là quan trọng nhất sao? Để nói đúng lắm. Tiểu Sủng Ca, anh chữa trị cho chiếc giường này đi. Chỉ cần phun thuốc vào tấm gỗ là được. Yên tâm đi, không đau đâu. Tiểu Sủng Ca, anh mau thử xem. Anh ơi, em đi uống miếng nước nha. Ta sẽ giúp ngươi trở nên đẹp hơn. Để, chỗ em còn nước thuốc không? Có, em tới ngay đây. Ngọt quá. Để ơi, nhanh lên, bà nội sắp ngủ rồi kìa. Em đến đây. Để kéo vào trong một chút. Được rồi, hoàn toàn không còn âm thanh gì nữa. Chúng ta chữa khỏi cho chiếc giường rồi. Chuyện gì mà khiến cho đệ đệ của chúng ta vui vẻ như vậy?
Ngoại ơi, giường tụi con trải xong rồi, ngoại mau đi ngủ đi. Tụi con cũng mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai dậy không nổi lại bị mẹ nói nữa. Dạ, tụi con đi ngủ đây, chúc nội ngủ ngon. Ngủ ngon. Con đói rồi, ngoại ơi nấu đồ ăn sáng đi, con đói rồi. Kỳ lạ, để ồn ào gì vậy? Ngoại không nghe thấy sao? Con đói rồi, con muốn ăn sáng, ngoại nấu đồ ăn sáng đi. Để ngoan, đừng hét nữa. Không, con muốn ăn sáng, con muốn ngoại nấu đồ ăn sáng, ngoại ơi, ngoại ơi. Để, sao vậy con? Ba, sắc mặt ba rất kém, có phải ba thấy không thoải mái không? Tối qua ba và mẹ con đều không ngủ yên giấc, ba vẫn còn đỡ, mẹ con bây giờ vẫn còn nằm trên giường, xem ra chắc là cả đêm không ngủ được. Ba, hay là ba đi bệnh viện kiểm tra xem, đang yên đang lành sao lại không ngủ được chứ? Đúng vậy, đi kiểm tra cho yên tâm ba ạ. Hiếu Hiếu, liệu có phải do chúng ta sửa giường không? Chắc không đâu, không có tiếng ồn nữa, đáng lẽ ra bà nội phải ngủ ngon hơn chứ. Vẫn nên nói chuyện này cho ông nội biết đi. Nội ơi, nội có thể... Đói quá, con muốn ăn sáng. Đứa trẻ này, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Con mau đưa để đi ăn cơm trước đi, đừng để đám trẻ bị đói. Sao con lại có thể làm loạn như vậy? Âm thanh đó, ông bà nội nghe nhiều năm như vậy đã quen rồi. Đột nhiên không nghe thấy nữa, chắc chắn sẽ không quen. Trước tiên đừng kết luận vội vàng, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Con sai rồi, con cứ tưởng là sửa giường xong thì ông bà nội sẽ có thể ngủ ngon hơn. Hiếu Hiếu, âm thanh của tấm gỗ đối với chúng ta có lẽ rất ồn ào, nhưng đối với ông bà nội lại là một thói quen. Nếu như có thể khiến tiếng ồn quay lại, đương nhiên là rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, nó giống như một người bạn cũ, đột nhiên không còn nữa, đúng là thật sự có chút không nỡ. Nội ơi, con nhất định giúp cho nội tìm lại bạn cũ. Bà nội ơi, nội đỡ hơn chút nào chưa? À, là Hiếu Hiếu sao? Nội không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi. Nội ơi, con sẽ nhanh chóng tìm lại bạn cũ cho nội, như vậy nội có thể ngủ ngon hơn rồi. Bạn cũ sao? Dạ. Hiếu Hiếu, những tấm gỗ này đều phun qua thuốc rồi trở nên rất kiên cố, em làm như vậy cũng không phát ra âm thanh được đâu. Vậy phải làm sao? Anh có cách rồi. Chúng ta có thể để cho mấy tấm gỗ tự mình phát ra âm thanh. Tiểu Sủng ca, anh đang nói gì vậy? Em quên cặp sách của để sao? Cặp sách sau khi được chữa trị, cộng thêm pháp lực của anh đã trở nên có linh tánh. Những tấm gỗ này chắc chắn cũng giống vậy. Chúng ta có thể khiến chúng tự mình phát ra âm thanh. Xin chào tấm gỗ. Ồ, tấm gỗ ơi, bạn có nhớ trước đây phát ra âm thanh như thế nào hay không? Phiền bạn có thể phát ra âm thanh giống như lúc trước không? Chuyện này... Hiếu Hiếu, liệu có phải tấm gỗ này ngại mệt nhọc không? Em nghĩ xem, mỗi ngày bọn họ phải lao động mệt nhọc như vậy, bình thường lại không có ai chăm sóc họ. Tấm gỗ ơi, cầu xin bạn đó, nếu mà không có âm thanh của bạn, ông bà nội sẽ không ngủ được. Mình đảm bảo sau này mỗi ngày đều tới chăm sóc cho bạn, được không? Tiểu Sủng ca, anh lừa em. Chiếc ly đâu có trở lại như mới đâu. Để, em đang nói gì vậy? Em mặc kệ, anh phải đưa thêm nước thuốc cho em. Em muốn biến chiếc ly thành mới. Để, có phải em dùng chiếc ly này uống nước không? Đúng vậy, ngon lắm đó. Tiểu Sủng ca, vậy là sao chứ? Nếu anh đoán không lầm, thì để đã uống nhầm thuốc hoàng nguyên, khiến cho đức hạnh của em ấy hoàn toàn biến mất. Vậy phải làm sao đây?
Chúng ta không thể nhìn để biến thành một đứa trẻ xấu được. Chuyện này... Đi đi. Để phía trước. Để em không sao chứ? Xem ra là tình cảm của cặp sách đã cứu để cũng giúp em ấy tìm lại đức hạnh của mình. Để còn muốn mẹ mua cặp sách mới cho em không? Em ấy mãi mãi là bạn tốt của em. Hả? Các bạn nhỏ thân mến, không ghét cũ, nói với chúng ta không nên dứt bỏ những món đồ cũ mà bạn có, bởi vì chúng giống như bạn cũ vậy, lúc nào cũng ở bên bạn, giúp đỡ bạn. Bởi vậy nên, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau trân quý tình hữu nghị chân thành này đi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật.